Hello, xin chào bà con các bạn đang theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ bông những luống rau muống bạn nhá. Mình mới trồng bây giờ nó mới ra, sơ mình sẽ vẽ bông nó mới ra được. Đây, mình ngắt bông thì nó ra. Thì con tự nhiên lấy nó mà trồng với thứ năm, xin chào cháu lên, nó chả thấy nó được đúng một quả là ôi nhà là con tỉ tiền nó lấy rồi. Là cái bữa nó mà trồng đúng thứ năm mà hôm nay là thứ tư rồi mà chả thấy quả mô bạn. Nhái. Cái chi? Đây không bốn nhờ, cháu đang xanh mà. Nó bị răng. Chào bị á. Để rau muống trồng đang già nữa, đang bẻ bông nữa, cái cho nó già lấy cái mà ăn. Trừ rau các rau tê ăn này chán rồi, cứng rồi, bắp cải cứng rồi. Không trồng thì không có rau bắp ăn mà trồng đó thì không có ăn mồ. Vâng, trồng ăn chán. Đã ôn nữa. Bị đã ôn nữa. Cháu da nó xanh lắm, chả biết răng nữa chứ. Thì da còn xanh nhưng mà tính thoảng thấy vậy. Những tờ xe tê bậy nhiều này. Ồ, rồi cái đám trên chỗ giáp nhà văn hóa thôn 3 bữa trước cái da số 6 hôm nay hôm qua da ăn tốt ngố lên rồi. Mình vãi cho ít cái phần gà, cái phần giò mà thì sợ ăn tốt quá rồi này. Cái gì nữa đấy? Nhị yêu à? Nhị số 3 đấy. Vâng. Ừ, đổ phần gà phần chua vào không phải nói. Thì có ít phân gà dồn từ lâu trừ đó vì cháu là số tôi xuống bê gà cả mà bữa rồi nè. Cháu vãi mỗi mỗi đám mấy bỉ. Này mình hái mẹ bông rồi để cho nó ra nhánh được nhiều bạn nhá. Nếu mà mình không bẻ bông thì là không ra được nhá. Mình hái đã bông mà có cái cỏ nào lên
Đây, mình nhổ luôn, nhổ luôn cho nó sạch miếng rau. Đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách đẽo bông những ngọn dầu muống mới ra vậy nhé. Mình đã làm xong rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.